Lâu lắm là mới có buổi chiều đi ra ngoài biển, biển này nó gọi là biển Thanh Khê đây. Bên Thanh Khê Đông là giáp biển nó gọi là Thanh Khê Đông, nhưng đúng ra là Thanh Khê Bắc mới đúng này. Nhưng mà chỉ có Đông Tây thôi. Thì sóng có vẻ hơi lớn. Bây giờ thì giờ này chưa có ai tắm đâu. Này mới 4 giờ. Đây là đường Nguyễn Tất Thành. Xa xa kia là trung tâm quý vị. Trung tâm là quận Hải Châu, còn đây là quận Thanh Khê. View ra thấy là trung tâm là phía xa đó. Tại vì nó gió lớn cho nên là biển nó cũng động nhẹ nhẹ đấy, cho nên biển động nhẹ cho nên các cái tàu bé là nhỏ nhỏ là vào trong hết. Hôm nay là trời nó có vẻ chuyển dông, mưa dông. Đấy, các cái thuyền thúng là lên hết này, cho nên là trên mặt đường Nguyễn Tất Thành đây là người ta bán cá rất là nhiều, tôm cá mực là buổi chiều là các cái thuyền thúng này nó lên này. Đấy, ngoài kia đang có một cái ông đang chèo vào đây là cũng là thuyền thúng, là vào đây là bán là đồ là rất rẻ này. Đấy, ông đang chèo vào đấy. Thì các cái thuyền nhỏ là vào là, cho nên là dọc cái đường Nguyễn Tất Thành này là người ta nhậu rất là nhiều quý vị nhá. Bây giờ này thì chưa nhậu đâu, còn ngồi ở cái bờ kè này á, chắn sóng này thì là chủ yếu là bán nước giải khát, nước mía các loại thôi. Còn bên kia là Nguyễn Tất Thành. Ở đây người ta trồng chủ yếu là phi lao với dừa để cho nó tránh gió và trôi cát. Đấy, là cái rễ của nó rất nhiều thì nó sẽ bám cát. Đấy, tuy là bên kia một làn đường, bên này làn đường, nhưng mà ở cái bên cái làn mà vỉa hè này thì nó lại có hai hàng cây, thậm chí có một hàng cây phía ngoài, cái bàn ở ngoài nữa, cái bàn này tránh cát ấy, quý vị, nó bay vào. Chưa cái hồi mà mới giải phóng ấy thì nó đường nó không được sạch đẹp này đâu. Hồi đấy thì bên ở đây chưa có đường. Hồi đấy là đây là bãi cát này, nhưng mà bây giờ thành đường rồi. Thì hồi xưa là cái vỉa hè này là toàn cát không nhá. Tức là đi, nhưng mà bây giờ là đất cát là xuống dưới kia hết. Đi qua mấy cái chỗ này là hết đất hết cát này. Hồi xưa là bẩn lắm. Đây là bây giờ bắt đầu các cái người ta bán nước mía rồi ấy cho buổi tối đây. Người ta ra người ta chiếm chỗ này. Quý vị này, cái chiếm chỗ này là đến khi mà mọi người mà ra mà ngồi đứng mát là họ không cho ngồi rồi. Đấy, cho nên không biết ăn cánh thì bọn công an phường hay là bọn dân phòng của phường thì đấy là coi như là dân không được ngồi luôn. Mà như thế là sai. Coi như là gần 13 cái số. Quý vị biết là gần 13 cái số là cái bờ kè như thế này để người ta ngồi, người ta hóng mát này. Đấy, thì là coi như là cái dân bán nước mía với nước ngọt là nó ngồi chiếm hết. Cái này là người ta cũng phản ánh nhiều lắm mà không biết là có thay đổi được không. Ồ, chiếm hết đấy.